Ấn Độ dựa Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Hello chào mọi người, mới đây một thông tin đã khiến dư luận bàn luận không ngớt. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào giữa năm nay. Bởi vậy, một số người thổi phồng rằng Trung Quốc sẽ mất đi lợi thế từ dân số, lâm vào cảnh phát triển khó khăn. Vậy, dân số có tầm ảnh hưởng quan trọng như thế nào đối với sự phát triển xã hội? Vì sao các nước phát triển trên thế giới đều không phải nước đông dân? Chúng ta cùng phân tích thử xem. Trước hết mình xin chia sẻ thêm một thông tin khác, đó là Việt Nam sắp cán mốc 100 triệu người. Đối với Việt Nam, gia nhập các quốc gia có dân số trên 100 triệu thực sự là dấu mốc rất quan trọng, được các giới Việt Nam rất coi trọng, cho rằng đây là cột mốc đáng kiêu hãnh, có lợi cho việc nâng cao vị thế quốc tế và sức cạnh tranh của Việt Nam. Quả thật, cộng thêm Việt Nam cả thế giới chỉ có 15 nước có dân số trên 100 triệu. Chẳng phải có câu tục ngữ nói rằng, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Quy mô dân số là một trong những đặc trưng quan trọng cho sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, bạn biết không, trong 15 nước đó, chỉ có hai nước là nước phát triển. Đó là Mỹ với 334 triệu người và Nhật 125 triệu người. 12 nước còn lại xếp theo thứ tự quy mô dân số giảm dần gồm có Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Nga, Mexico, Ethiopia, Philippines và Ai Cập. Từ đó có thể thấy quy mô dân số liệu có thể trở thành sức cạnh tranh và lợi thế hay không, quan trọng không phải tổng số dân mà là cơ cấu dân số và chất lượng lao động. Đối với Việt Nam, điều đáng kiêu hãnh hơn so với dân số cán mốc 100 triệu là cơ cấu dân số Việt Nam rất vượt trội. Vượt trội như thế nào? Dân số Việt Nam trung bình là 32,5 tuổi, 70% dân số thuộc lực lượng lao động, dân số trên 65 tuổi, tức người cao tuổi chỉ chiếm 5,5% tổng dân số. Điều quan trọng hơn là tỷ lệ người thành niên biết chữ của Việt Nam đạt khoảng 95%. Nếu các con số này vẫn chưa đủ tăng cường sự nhận thức của bạn đối với cơ cấu dân số Việt Nam thì có thể so với nước khác thử xem. Ấn Độ sắp trở thành nước đông dân nhất thế giới, tỷ lệ biết chữ khoảng 73%, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vào khoảng 52%, nữ giới càng thấp, chỉ khoảng 20%, chênh lệch rất rõ rệt. So với số lượng dân số lao động, các nhà đầu tư càng coi trọng chất lượng. Có thể nói, so với rất nhiều quốc gia đông dân, lợi thế từ dân số của Việt Nam là rất rõ rệt. Điều này khiến Việt Nam có động lực phát triển tương đối mạnh mẽ. Chúng ta không nên cho rằng các ngành nghề thâm dụng lao động chỉ đòi hỏi số lượng lao động mà thôi. Chất lượng lao động cao mới là chìa khóa cho các ngành thâm dụng lao động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngành chế tạo của Trung Quốc luôn phát triển nhanh hơn so với ngành chế tạo của Ấn Độ, trong khi tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng có thế mạnh tương tự. Mặt khác, chất lượng dân số cao có thể phát huy vai trò mạnh mẽ và bền vững hơn trong việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Ví dụ, do có nền tảng giáo dục khá tốt, giới trẻ Việt Nam có sở thích tiêu dùng khá mạnh, dễ chấp nhận cách tiêu dùng mới như giao hàng đến tận nhà và các nhu cầu tiêu dùng khác cũng sẽ được kích thích. Hơn nữa, lợi thế như vậy thực ra lan tỏa tới các ngành nghề, đặc biệt là điện thoại di động, ô tô, đồ điện gia dụng và mạng Internet. Năm 2022, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ Việt Nam tăng 15,6%, cao hơn mức tăng kim ngạch xuất khẩu, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của kinh tế. Đây chính là lợi thế từ dân số. Thứ ba, chất lượng dân số đặc biệt quan trọng đối với một nước từ nước đông dân chuyển sang nước đông nhân tài. Điều này chắc chắn không cần mình giải thích quá nhiều thì mọi người cũng rất rõ. Và theo ước tính của Việt Nam, lợi thế từ dân số của Việt Nam sẽ chấm dứt vào năm 2042. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2034 đến năm 2039, số người lao động Việt Nam sẽ đạt đỉnh khoảng 72 triệu. Tuy nhiên, không thể nói rằng đến lúc đó kinh tế Việt Nam sẽ lâm vào cảnh phát triển khốn đốn. Nhận xét như vậy là vô lý. Đương nhiên, theo kinh nghiệm của Trung Quốc, dân số đông dĩ nhiên cũng kéo theo nhiều thách thức, chẳng hạn như đất chật, người đông. Việt Nam có 1/4 diện tích đất là đồng bằng, còn lại là vùng núi. Diện tích đất canh tác có hạn, tỷ lệ giới tính khi sinh dần mất cân đối. Năm 2022, tỷ lệ này vào khoảng 113,7 trẻ trai trên 100 bé gái. Mặc dù coi trọng giáo dục, nhưng chất lượng dân số trung bình của Việt Nam không cao. Hơn nữa, tại khu vực Đông Nam Á, một số nước chẳng hạn như Myanmar và Philippines, trong cơ cấu dân số của các nước này, tỷ lệ lao động trẻ và sinh đẻ cao hơn, mức lương thấp hơn, gây ra thách thức đối với Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Làm thế nào để ứng phó các thách thức này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian được hưởng lợi thế từ dân số của Việt Nam. Dân số tăng hay giảm là quy luật tự nhiên trong quá trình phát triển kinh tế, không nên phóng đại phiến diện một phương diện nào đó. Cần đánh giá khách quan và lý tính giữa lợi và hại. Quan trọng nhất là quản lý hiệu quả yếu tố dân số. Quan điểm của bạn là như thế nào? Chia sẻ với mình đây nhé. Bye bye!